Đây. Uống Tiger hay là uống gì? À, trong này uống Tiger quen à? À, anh lại tưởng nghĩ là trong này uống Sài Gòn cơ. Sài Gòn chứ mà không dùng Sài Gòn hả? À, đấy. Giờ thì giờ cả. À, thế à? Rồi anh em sức khỏe nhau tí. À, rồi. Chúc anh sức khỏe nha. Rồi. Năm mới vừa Tết thì mình không chưa gặp nhau. Một năm nó dịch bệnh nhiều đúng không? Tức là anh em gặp nhau công việc kinh doanh của anh em thì là nó cũng có một cái gì đấy nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái quan trọng nhất là anh em mình là lan tỏa những cái điều mà chăm sóc sức khỏe tốt tới những khách hàng đó. Anh thì là lấy biệt danh là Tuấn Japan, đấy là chuyên kinh doanh về máy lọc nước, điện giải ưu kiềm và cái massage nội địa Nhật và một số thứ đồ nội địa Nhật nữa. Thì hôm nay là vào đây chỗ anh em đây, trước là ra chỗ nhà Đông rồi, shop Đông rồi, bây giờ là đến chỗ shop em. Thì đấy, thì cũng như anh với Đông chia sẻ là tức là anh em, anh thì ngoài Bắc Hà Nội, em trong này là ở cái gì Bình Chánh đúng không? Yeah. Đó thì tất cả anh em mình hỗ trợ với nhau, là anh em ví dụ như ba anh em mình bây giờ hôm nay gặp mặt đây này, là mình có khách hàng ví dụ ngoài Bắc thì Hà Nội thì có cái vấn đề gì bảo hành bảo trì thì em có thể em ới anh hoặc một bạn nào đó để hỗ trợ. Còn anh có cái lắp đặt rồi là bảo trì bảo hành gì ở trong Nam này thì anh nhờ bọn em đó. Thế thì đấy là anh em mình bao giờ chia sẻ là cái mà gọi là đồng nghiệp với nhau cùng kinh doanh, thì mà để cho khách hàng người ta được lợi, hưởng lợi nhất là những cái mà sự mà bảo hành bảo trì lắp đặt nó có người tại bản địa đó. Thì em thấy anh chia sẻ thế thì nó có đúng không? Tại vì để mình đưa lên đấy, để kênh YouTube ấy, để cho mọi người khách hàng hiểu được, biết được những cái điều mà anh em kinh doanh, những người có tâm kinh doanh, những cái sản phẩm mà nó đem lại cái sức khỏe, cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống cho khách hàng. Thì em thấy là những cái đấy là em cũng từng làm, như anh từng làm đúng không? Đúng rồi. À. Em cũng nói vậy thôi, anh cũng như nhân vào đây giao lưu, nhưng bọn em vẫn giao lưu với anh. Điều thứ nhất á, như ngoài Bắc thì ví dụ như trong khách hàng của em, ví dụ họ muốn xem tới xem máy xem đồ nên cơ sở của anh, em vẫn giới thiệu ra đó. Đây là cái cơ sở của tôi mà nó sẽ thôi. Mình phối hợp với nhau, nếu hợp tác được lâu dài thì mình em hợp tác là phù hợp. Nhưng ngồi bác hai anh chuyển hàng và máy của đó vào thì bọn em có thể là gửi hàng là bọn em sẽ đi giao. Đúng rồi. Đó, giao qua giao lại thôi. Đấy. Thế là cũng cái đấy thì cũng chia sẻ để mình đưa lên kênh YouTube để khách hàng người ta biết được, mình lan tỏa những cái điều tử tế mà những quan trọng cái buôn bán về sức khỏe. Cái cách mình bảo hành bảo trì. Đấy, để cho khách hàng yên tâm là anh có mua hàng tại shop của em ở tại Sài Gòn này, nhưng mà em bán ra Hà Nội đó thì sẽ khắc có người ở Hà Nội lo cho em việc đó đúng không? Đúng. Hoặc như Tuấn Japan có bán những sản phẩm vào trong Sài Gòn này hoặc một địa phương nào đó thì sẽ có những anh em cùng đồng nghiệp với nhau hỗ trợ nhau. Đấy, mình để lan tỏa những cái điều đấy để cho khách hàng người ta biết được cái điều đó. Thôi thì anh em mình cùng cái quan điểm thì nó phải dô nhau tí nhỉ? Thôi được rồi. Rồi. Mình làm ví dụ như là anh có gửi hàng vào thì bên em vẫn hỗ trợ là đi giao hoặc lắp đặt cho anh. Bên em có hàng ra ngồi đó thì vẫn hỗ trợ. Chủ yếu mình bán đây là mình không phải là bán gì lợi nhuận. Đúng rồi. Bán về sức khỏe. Như em cũng nói trước với anh rồi đó. Anh em cũng giao lưu một lần rồi. Anh nói là về sức khỏe. Đó. Cái này là thật ra thì anh nhiều. Anh luôn luôn tâm niệm là mình lan tỏa cái điều tử tế. Thật sự đấy, anh nói thật. Mình kinh doanh là mình có lời. Mình kinh doanh thì mình phải có lời. Nhưng những cái khách hàng đến với anh em mình thì người ta cũng được hưởng cái lợi là mình bán những sản phẩm tốt, chất lượng, chuẩn. thì khách hàng được sử dụng cái giá thành nó hợp lý và cái chất lượng cao. Chứ bây giờ ví dụ như những cái con máy mới này ấy, thì nó rất đắt, mà nó cũng công dụng của nó và cái chất lượng của nó thì nếu mà nó còn nguyên zin thì nó không, gần như là không thay đổi nhiều đó. Chào con, con đi học về à? À, ngon quá. Hôm nay thì em Tuấn vô thì mình anh em mình cũng giao lưu với nhau thôi. Thì đó, thì anh em mình giao lưu, còn thì mình cũng tiếp xúc với anh thì cũng đó công việc. Thì hy vọng là có cái dịp nào đó là bọn em ra Hà Nội thì với anh thì là anh rất thích. Tại vì anh vừa làm việc này, anh kinh doanh này, và anh cũng giữ cái bản thân sức khỏe của anh nữa này. Anh kể cả cuối tuần thì là anh cũng đi thể thao trong tuần thế thôi, tức là mình cũng cân bằng cái sức khỏe của mình. Thật ra trong cuộc sống ấy, anh quan điểm này, không có tiền thì khó sống thôi. Đấy. Nhưng mà khi mình có điều kiện hơn rồi thì mình lên cũng tái tạo lại cái chất lượng cuộc sống và cái sức khỏe của mình. Tại vì mai sau đó mình có về với một cái thời điểm nào đấy cũng phải về với tổ tiên thôi, cũng theo các cụ thôi. Thì vấn đề là mình cũng không thể mang đi tất cả được những thứ mình làm, nên mình đừng có mải làm ăn quá, mình quên đi hết cái sức khỏe, chăm sóc bản thân mình, sự giao lưu này, cái sự tử tế này, thì anh nghĩ là nó phải là được lan tỏa. Mình kinh doanh kiểu gì thì kinh doanh, nhưng mà mình phải là cái điều tử tế và những cái điều chuẩn. Luôn luôn là khách hàng được lợi, đúng không? Anh em mình làm để khách hàng được lợi. Và cái những khách hàng mà chưa yên tâm lắm về những cái sản phẩm của nội địa Nhật Bản bằng cái cách bảo hành bảo trì, thì như anh em mình trò chuyện đây này, thì mọi người hãy yên tâm là ví dụ như là các em ở đây, ở Sài Gòn đây, mà bán hàng ra khu vực phía Bắc ở Hà Nội, thì những người ở phía Bắc cũng yên tâm là khi mà máy móc hệ thống có vấn đề gì, vẫn có kỹ thuật anh em cùng ngành cùng nghề với nhau đến hỗ trợ bằng cái tâm và bằng cái trách nhiệm của những cái shop bán hàng đấy. Hoặc như anh ở Hà Nội đó có bán vào Sài Gòn đó, thì cũng các em đi giao hàng hộ anh, đi lắp đặt hộ anh, rồi là bảo hành bảo trì cho anh. Đấy là cái chuyện đương nhiên, đúng không? Đó, lên khách hàng mình lan tỏa những điều này để khách hàng yên tâm, để sử dụng những cái sản phẩm tốt nội địa Nhật Bản mà giá thành rất là hợp lý so với máy mới. Thì mình nói cho mà khi mình bảo hành 2 năm không phải là cái sự bảo hành, là mình coi là mình nói gì, cái trách nhiệm của mình. Thứ nhất là cái trách nhiệm mình sẽ là quan tâm đến khách hàng, và thứ nhất quan tâm về sức khỏe đầu tiên nhất, thứ hai là quan tâm khách hàng sử dụng tốt hay không. Thành ra em vẫn hay điện với khách hàng hỏi thăm sức khỏe, hỏi là anh sử dụng như thế nào rồi, lâu nay có cái nước uống được hay không, đúng rồi, như thế nào. Nhưng khách hàng vẫn báo về là nước chất lượng rất tốt, uống rất ngon, sức khỏe làm rất sướng và sinh hoạt rất thoải mái. Tức là anh em mình kinh doanh không phải chỉ vì cái lợi nhuận không, còn lan tỏa và thêm những người anh em, thêm những người bạn bè. Đấy, anh quan điểm của anh như thế. Thế thì làm sao mình, anh thế thôi, ví dụ như cơ hội anh được vào Sài Gòn hôm nay, đúng không? Thăm bọn em và chia sẻ những cái clip này đến với khách hàng để khách hàng hiểu hơn là anh em mình kỹ thuật với nhau từ Nam Bắc, Trung Nam Bắc thì là có những cái mối quan hệ với nhau để làm sao mà liên kết để khách hàng yên tâm hơn, cũng như cái lộc mà khách hàng yêu quý anh, yêu quý bọn em thì mua hàng của bọn em cũng như mua hàng của anh thì yên tâm về cái bảo hành. Tùy khách hàng chọn cái gói bảo hành. Nếu mà khách hàng yên tâm rồi thì những cái đồ Nhật này thật sự là nó rất bền bỉ, gần như là không có lỗi. Đấy, hàng nhất là hàng càng đời cao thì là không có, càng không có lỗi. Đó. Thì mình em nói tác là cái điểm quan điểm bên anh cũng như quan điểm bên em là bảo hành theo gói bảo hành thứ nhất. Nhưng mà rồi xong hết cái gói bảo hành bên em vẫn hỗ trợ cả đời. Chính xác mà, hỗ trợ bảo trì cả đời rồi. Bảo trì sau này những bảo trì những cái chi phí hoặc là phát sinh nhỏ thì bên em sẽ không tính phí, những phát sinh lớn thì bên em mới sẽ tính phí. Không, chính xác. Chi phí nhỏ thì tầm 1 vài trăm nghìn bên em có thể là dùng chi. Đúng rồi. Nhưng mà phát sinh lớn là phải báo qua là hết thời hạn tôi bảo hành mà. Chính xác, chính xác. Đúng rồi, nhưng mà hỗ trợ cho anh, hỗ trợ về tất cả mọi mặt. Nhưng cái sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng. Dù làm gì là không hết thời hạn mình vẫn hỗ trợ cho khách. Cái đó là cái điều là đương nhiên, anh nghĩ là đương nhiên mà khách hàng cũng lên ủng hộ anh em mình thì với những cái sản phẩm nó mới tốt được. Chứ còn khách hàng mà lại muốn mà cái của rẻ quá thì chắc chắn là không thể ngon được đâu. Không thể mà ngon mà bổ mà rẻ. Chính xác. Đo chất lượng thì không được đó. Phải nói ngon bổ rẻ, đấy là cái câu nói cửa miệng thôi. Ngon bổ, giá hợp lý đã là ok lắm rồi. Đó, đúng không? Khi khách hàng mà muốn quan tâm về cái sức khỏe, họ nên chọn tiêu dùng những cái sản phẩm mình sẽ tìm hiểu và những sản phẩm nào mà đạt chất lượng mình sử dụng. Chứ đừng có cứ gì mà muốn ngon mà phải ngon bổ mà phải rẻ, cực kỳ rẻ thì nó cực kỳ rẻ thì làm sao chất lượng tại những hàng phải trung cấp trở lên. Đúng rồi. Mình gọi là tiểu rồi trung rồi đại. Đúng rồi. Thật ra thì khách hàng hãy là người sáng suốt, lựa chọn và tìm hiểu những cái shop bán hàng uy tín. Còn thật ra thì không ai bán hàng nói là hàng mình dở đâu. Không ai bán hàng nói mình dở đâu. Nên mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ và xem những cái từ cái tính cách, cái con người hoặc là những cái nhiều cái mối quan hệ của người ta nữa. Anh vẫn chia sẻ là làm sao mà mình chia sẻ những cái sản phẩm tốt, chất lượng nhưng mà giá thành hợp lý để khách hàng cũng được hưởng lợi, mà những người kinh doanh như anh em mình cũng được có một cái phần lợi nhuận để mình làm những điều tử tế hơn. Đó thì thôi cái clip này cũng Tuấn Japan thì cũng xin phép dừng tại đây. Và anh em anh chị em khách hàng tín đồ hàng nội địa Nhật Bản thì hãy yên tâm khi mua hàng ở các tỉnh. Không nhất thiết là ví dụ như Hà Nội là phải mua ở Hà Nội, Sài Gòn mua ở Sài Gòn. Anh chị em có duyên với nhau cứ mua yêu quý ai, rồi hàng thấy là đặt niềm tin nơi ai thì là chắc chắn là điều tốt. Nhưng chắc chắn là quý vị cái nói đặt niềm tin nơi ai thì quý vị hãy phải lựa chọn thật kỹ càng. Còn khi mà đã là đặt niềm tin thì những cái mà bảo hành bảo trì trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung thì đều có anh em kỹ thuật hỗ trợ cho nhau hết. Đó, rồi xin chào tất cả anh em mình chào nha. Shop trong Nam thì cũng chào tất cả quý vị nha. Như bên shop trong Nam thì buôn bán về sức khỏe là quan trọng nhất nha các anh chị. Thì mình cứ tin tưởng với nhau, buôn bán sự khách hàng và shop tin tưởng thôi. Rồi, ok, đoàn kết, ok. Xin chào nha.